Chào mừng quý vị đến với mục điểm tin giáo hội Hoàn Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Đức Thanh Cha hôn tay đan sĩ Jean người cuối cùng còn sống của đan viện Tiberin. Đức Thanh Cha Francisco công bố tông huấn Christus Vivit các nữ tu thợ nhà thánh Nazareth truyền giảng tin mừng bằng nhạc kịch. Tin Maroc, Đức Thanh Cha hôn tay đàn sĩ Jean Pearl, người cuối cùng còn sống của đàn viện Tiberine. Sáng ngày 31 tháng 3 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa ở thủ đô Rabat, Maroc, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các linh mục và tu sĩ đang hoạt động tại Maroc, trong đó có tu huynh Jean Perl, dòng Chapis. Đức Thánh Cha đã cúi chào và hôn tay vị đan sĩ 95 tuổi này. Ngồi trên hàng ghế đầu trong buổi gặp gỡ là Sơ Ecilia Mantovani, 97 tuổi, dòng phan sinh người Ý, vừa mới mừng 80 năm tu dòng. Bên cạnh sơ là Tu Hun Chon Pierre, người cuối cùng sống sót sau vụ bắt giữ con tin vào năm 1996 tại Algeria. Sau hai tháng bị bắt cóc, bảy đan sĩ đã bị giết. Khi Linh Mục đại diện giới thiệu hai tu sĩ cao niên này, mọi người hiện diện đã vỗ tay chào và chúc mừng hai vị. Đức Thánh Cha Francisco đã rời chỗ ngồi, đến trước vị đan sĩ già, ngài cúi đầu và cúi xuống hôn tay của vị đan sĩ. Sau buổi gặp gỡ, tu huynh John Pierre cho đài truyền hình Raidun của Ý biết mình cũng hôn tay Đức Thánh Cha và diễn tả đó là giây phút không thể quên. Được biết, đêm ngày 26 rạng sáng ngày 27 tháng 3 năm 1996, bảy đan sĩ đã bị bắt cóc tại đan viện Đức Bà ở Tibirine, 100 cây số về phía đông nam Ancheri. Một nhóm vũ trang đã gõ cửa tu viện, yêu cầu vị đan sĩ cao niên nhất, 82 tuổi, là một bác sĩ đi theo họ. Khi đan viện phụ từ chối, họ đã đột nhập vào đan viện và bắt bảy đan sĩ đi theo họ. Hai tu huynh, Amidi và John Pierre, đã khóa kín cửa trong phòng và thoát được những kẻ bắt cóc. Các đan sĩ đã bị bắt giữ làm con tin để trao đổi với các chiến binh đang bị bắt giữ. Hai tháng sau, khi cuộc thương thuyết không thành công, ngày 23 tháng 5 năm 1996, các ngài đã bị chặt đầu. Bảy đan sĩ đã được tôn phong chân phước vào ngày 8 tháng 12 năm 2018, còn đan sĩ Jane hiện đang sống tại đan viện Đức Mẹ Alas ở Middle Maroc. Tin Vatican, Đức Thánh Cha Francisco công bố tông huấn Christus Vivit 12 giờ ngày mùng 2 tháng 4, Tòa Thánh đã chính thức công bố nội dung tông huấn Christus Vivit, Đức Kitô đang sống, của Đức Giáo hoàng Francisco viết, gửi người trẻ và toàn thể dân Chúa. Đức Giáo hoàng đã ký ban hành tông huấn này tại ngôi nhà Thánh ở Loreto vào ngày lễ truyền tin 25 tháng 3 năm 2019. Tông huấn này là kết quả của Thượng hội đồng giám mục khóa thường lệ thứ 15 với chủ đề Người trẻ đức tin và sự phân đền ơn gọi được tổ chức vào tháng 10 năm 2018. Toàn văn tông huấn Christus Vivit gồm 299 số được chia thành 9 chương. Trong tông huấn, Đức Thánh Cha loan báo với tất cả người trẻ ba sự thật lớn. Thứ nhất, Thiên Chúa là tình yêu và Thiên Chúa yêu con, đừng bao giờ nghi ngờ về điều đó. Trí nhớ của Chúa Cha không giống như một ổ cứng ghi nhớ và lưu trữ mọi dữ kiện trí nhớ của Ngài là một trái tim đầy nhân hậu. Ngài vui lòng xóa sạch mọi vết nhơ của chúng ta. Bởi vì Ngài yêu con, hãy tìm cách ở lại trong những giây phút thân lặng, cảm nhận mình được Ngài yêu. Thứ hai, Đức Kitô cứu con, đừng bao giờ quên là Ngài tha thứ 70 lần 7. Ngài trở lại để vác chúng ta trên vai hết lần này đến lần khác. Tình yêu của Chúa lớn hơn tất cả những phản nghịch, yếu đuối và lỗi lầm của chúng ta. Và thứ ba, Ngài đang sống, chúng ta nhớ đến Ngài, nhưng với nguy cơ là nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô chỉ như một gương sáng quá khứ, một tưởng niệm như một người đã cứu chúng ta hai ngàn năm trước. Ngài đang sống, đây là một bảo đảm rằng điều thiện có thể đi vào đời sống chúng ta. Do đó, chúng ta không cảm ràm nhưng luôn hướng nhìn về phía trước. Bản dịch viện ngữ chính thức của Tông Huấn này sẽ được Hội đồng Giám mục Việt Nam phát hành trong mùa phục sinh năm nay. Tin Italia, các nữ tu thợ nhà thánh Nazareth truyền giảng tin mừng bằng nhạc kịch. Năm 2019, đánh dấu kỷ niệm 20 năm ban kịch Uno Dino ra đời. Ban nhạc kịch này được các nữ tu thợ nhà thánh Nazareth thành lập với mục đích dùng nhạc kịch để rao giảng tin mừng. So Enza một thành viên của ban kịch kể. Tất cả bắt đầu từ năm 1999, khi chúng tôi quyết định dừng một vở kịch nhân lễ phong chân phước cho cha Arcangelo Tadini, đứng sáng lập dòng của chúng tôi. Khi biết tạo thành một đội ngũ là đã tạo ra sự khác biệt, mỗi người chia sẻ tài năng mà mình có, người này thì đạo diễn, người kia thì phối cảnh, người khác thì lo vũ đạo. Cha Tadini là linh mục đã mở một xưởng kéo sợi và một khu nội trú cho các nữ công nhân trẻ. Tiếp đến, Ngài thành lập một dòng tu để giáo dục các thiếu nữ bằng cách làm việc bên cạnh họ. Ngài muốn các nữ tu con cái của mình trong mọi môi trường trình bày sự hiện diện của Chúa Giêsu như chúng ta đọc trong hiến chế vui mừng và hy vọng. Người đã lao động với đôi tay con người, yêu thương bằng trái tim con người, hành động với ý chí con người. Ngày nay, sứ vụ của các nữ tu này trải dài trên các quốc gia Ý, Anh, Brazil, Burundi, Wanda và Mali. Họ tham gia vào đời sống xã hội và đi vào môi trường làm việc. Họ chỉ đơn giản là cầu nguyện trong cuộc sống và cầu nguyện bằng cuộc sống. Soenza cho biết là số tiền thu được từ các buổi trình diễn đã hỗ trợ các dự án khác nhau của hội dòng. Một trường mẫu giáo được xây dựng tại thành phố San Paulo, một dự án xóa mù chữ cho người lớn được triển khai ở Burundi và một trung tâm đào tạo xã hội đã được thành lập, trong khi các dự án vi mô cho các hoạt động giáo dục và xã hội sẽ được thực hiện ở Mali. Bản kịch Uno Dinoi được thành lập với 35 người, nhưng nó lại gia tăng số người trong mỗi chuyến lưu diễn vì nó bao gồm gia đình và bạn bè và kết hợp với giải trí. Ban kịch cho thấy rằng chúng ta có thể làm công việc mục vụ trên một sân khấu. Sorenza chia sẻ là một người nữ thánh hiến. Tôi đã học được rằng giáo hội thật đẹp khi có sự cộng tác. Khi người ta đặt vấn đề đối thoại với chúng tôi, các nữ tu chúng tôi được giúp đỡ để kể về cuộc sống bằng một chữ viết hoa. Chúng tôi mang trong tim nhiều gương mặt mà chúng tôi đã gặp, nỗi vất vả để viết kịch bản và cảm giác về tình bạn được sinh ra và được củng cố trong những lúc khó khăn. Eza kết luận. Trong tất cả những chứng từ được đánh dấu bởi các tình huống kịch tính và phức tạp này, chúng tôi nhận thấy lời hứa của Thiên Chúa. Mục điểm tin giáo hội Hoàn Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau.